Cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản chính chủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một nhà nằm ở trong hẻm 241 xẹt 27A, đường Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh ha. Và căn nhà này chủ kêu bán mức giá là 620 triệu nha. Vũ Hồng sẽ đi vô trong đó review cho cô chú anh chị và bạn xem ha. Ở nhà mình nằm trong đây nè. Đó. Đó khoảng chừng 15 mét nữa ha. Hướng này hướng ra ngoài đó là chung cư ngay ủy ban phường, chung cư ngay chỗ ủy ban phường 14, quận 6 cô chú anh chị. Rồi, nhà nằm đây hôm nay ha. Đó, nhà mình đây nè, 241 xẹt 27 xẹt 27A xẹt 28 nè. Căn này nè ha. 620 triệu nha cô chú anh chị. 620 triệu ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì alo cho Vũ Hồng nha. Đó, đây phía trước, mặt dựng phía trước nhà mình nè. À, chiều ngang qua đây nè, từ đỉnh từ đây qua đây á, là gần 3 mét. Và chiều sâu vô đó là 4 mét rưỡi. Nhà giấy kê khai 1999 nha. Điện dính nước chính nha. Điện đây nè. Đó, điện đây nè. Và nước đây dưới đây nè. Nước đây nè. Đó, đồng hồ nước chính mới thay luôn ha. Đó, mình nhìn hẻm ra ngoài nè ha. Đây ra đó khoảng 10 mét là tới mặt tiền hẻm lớn rồi nha cô chú anh chị. Và nhà này một trệt với một gác ha. Một lầu nha cô chú anh chị. Một trệt với một lầu nha. Chiều đây qua đây là khoảng 4 mét rưỡi. Và vị trí từ đây qua đây, từ đây nè, từ đây qua đây 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó. Là khoảng cũng gần 3 mét ha. Ở nhà vệ sinh thì nằm ở dưới đây nha. Kê khai cho 91999 nha. Và nhà là không có bị quy hoạch giải tỏa hẻm giới, lộ giới gì hết nha. Để Vũ Hồng mở luôn cái thông tin quy hoạch cho cô chú gì bạn xem. Đó, nhà nằm trong hẻm này nè, nó màu vàng chạch luôn nè ha. Đất là bấm vào đây là xem nè. Ở đây là đất ở đây là đất hiện hữu nha, đất khu dân cư hiện hữu nè. Đó, cô chú thì bạn nhìn nè ha. Nhà mình là thuộc khu dân cư hiện hữu nha. Đó. Nó cái hẻm nhà mình nè. 10 mét đất nè ha. Đất hiện hữu hết luôn. Rồi, mình lên trên gác mình coi cái gác cái ha. Đây trên gác nè. Ở trên đây mình làm được cái kho chứa đồ này nha. Nhà mua được hiện hữu thì cô chú chị bạn yên tâm ha. Nè, nhìn qua đây ha, từ đây qua đây nè. Nó dài nè ha, còn đó qua đó nè. Trần nhà thì khá cao nha, 620 triệu là sở hữu được căn nhà này ở phường 14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, ngay chung cư Summer Square. Đó. Mua bán là ra văn phòng tự phát lại, lập phi bằng và lập văn bản chuyển nhượng. Nhà này là không bị quy hoạch giải tỏa gì hết đấy cô chú anh chị. Đó. Rất ok luôn nha. Vũ Hồng xin nhắc lại là nhà mình địa chỉ là 241 xẹt 27A xẹt 28, đường ở đây là đường Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, gần ủy ban dân phường ha. Rồi cô chú chị bạn xem lại này nha, chỉ có 620 triệu thôi. Rồi cô chú chị bạn nào quan tâm thì liên lạc Vũ Hồng qua số 0933797979. Vũ Hồng sẽ mở cửa cho cô chú chị bạn xem nhà nha cô chú chị. 620 triệu sở hữu được căn nhà ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh ha, rộng rãi nha. Rồi Vũ Hồng cảm ơn cô chú chị bạn ha.